Rồi chào bữa nay đông gắn nha các bạn ơi. Chào bạn này. Đủ luôn, bữa nay có cái gì? Tony tèo với ốc tèo. Cái này mình méo. Rồi, bữa nay cho hòa thẳng đi thăm gắn luôn. Lên đường luôn. Đi trước đi. Trên đường mình đi luôn nha các bạn. Dòng của các bạn ơi, tới chỗ mình sẽ quay tiếp nha. Dòng lắm. Rồi, bữa nay mình ra đường lớn nha các bạn ơi. Tỉnh lộ 943. Hướng này đi ra Long Xuyên. À, tài heo chứ tôi đi tèo nó quái, nó chửi các bạn nha. Mày bắn vô xe cho nó của nó luôn nè. Rồi. Đây là tỉnh lộ 943 nha các bạn. Đường ra Long Xuyên. Mới sập Long Xuyên á. Bữa nay mình ra thăm khoảng có 4-5 cái các bạn ơi. Kiếm già con hay con mình về cho nó xào lá cách. Mình xúc bánh đa luôn. Ờ, xào lá cách xúc bánh đa luôn. Còn không có mình bắt gắn nhà nha. Không có cho cây dừa. Mình vô chợ mình bắt cho nó mau. Không có cho cây dừa luôn. Còn anh em nào có ghé quán cây dừa ghé luôn nha các bạn. Quán này nổi tiếng luôn nè. Rồi tới chỗ luôn nha các bạn. Hên quá bữa nay chủ nhà mở cửa. Bữa nay hên quá. Chủ nhà mở cửa vô được rồi. Từ từ, từ lắc. Bưởi nè các bạn. Nguyên cái bưởi luôn nè. Quá trái luôn các bạn ơi. Chút mình ra mình hái luôn nha. À, đây là mít nè các bạn, quá trời mít luôn. Mít chín luôn rồi, tao không nữa kìa. Quá trời luôn ơi. Quá trời mít. Quá trời thơm các bạn ơi. Quá thơm. Mềm luôn rồi. Quá đã các bạn ơi, chúc mình ra mình mua về trái. Cho con chủ vườn nè, chủ vườn để quay chủ vườn luôn các bạn. Xách xách cái đó, xách vô mình. Rồi, trong vườn này mình còn có đặt tới 9-10 cái mà chết chết chuột còn có 4 cái hay 5 cái vậy nha các bạn. Bữa nay đi thăm. Quay anh nuôi đưa anh lên YouTube chơi ha. Mai kêu vợ bắt lên coi. Nha, này là chủ vườn nha các bạn. Anh nuôi gà luôn nè. Đó. Vô tham quan nhà ảnh luôn. Chị dạ? Có hai chồng ở đây à. Ừ. Ổng có hai chồng ở đây nè. Quay giờ đây để muốn quay cho tôi coi. Hai chồng mới có 45 tuổi mà đẻ gì thế, nó lạnh luôn. Mười mấy đứa mà giờ nó bỏ đi đâu. Đứa đi học, đứa đi đi chạy trẻ gì ôi tù lưa chứ. Đó nguyên khu vườn này nghe các bạn. Nguyên khu này mình thấy 4 cái nè. Nó 10 cái chứ mà còn có chết chuột còn 4-5 con kìa. Vô cái coi cái đó coi. Tại. Cái đó là tại heo. Tôi cũng có nó nghe trời, cái đó là con khờ nó nghe, để ta coi cho. Coi được dính con ơi. Trong chỗ này là 4-5 con rồi đó. Trong lỏng rồi chừng dính đó. Dán coi. Chỗ là 4-5 con rồi. Nặng không? Nặng hoài. Không có gì. Chuột luôn vậy.
Hả? Có chuột còn không? Còn. Còn gì thôi để mình tắt cái mình vô chuột, ủa vô lúa chứ để cho nghe các bạn. Chị leo vô lúa cái này nắng quá, nắng nó chết hoài, còn có mấy con à. Bạn, trời đủ luôn, quá trái luôn. Sập cây luôn. Chóc gốc luôn nè, quá trời luôn nè, nè. Ôi ôi. Quá trời luôn các bạn ơi. Cái bự này nè, cái bự này. Cái này mới ngọt nè. Thì các bạn đủ rồi nè các bạn. Đó. Con chú của mình đó. Con chú ruột. Tự nhiên tự nhiên. Còn hồi qua mà anh ba bự ba cái bưởi nữa. Mít nữa. Mít nó ngon lắm mà. Mình đi ra ngoài này các bạn. Này là bưởi à. Bưởi bưởi chú vườn trồng này các bạn. Trong đây có con cái nữa mà chuột chết bên đó, con cái mà chuột chết luôn các bạn. Mình ra cái còn ní mình đặt còn sót con cái đây không biết còn không đây nè. Bên đây nè, nó còn cái nó đặt đi chỗ này nè. Đặt gốc bên đây nè. Phải không dưới đó đó, xuống cái cội. Mã nó đặt đâu dưới này nè. Bữa đó mình đâu có thấy đâu. Hết chuyện cái lợp khổng khủng lồ nó đặt ở đây, cái đi đặt cái đây cái nữa nè. Đâu mà vô đó thì nó đặt đâu bên đó đó. Ừ, đúng đó đó, thấy chưa coi. Lỡ có dính cũng được. Dính chừng gắn cũng chết luôn, mà chuột thì chắc cú chết rồi đó. Đâu có 80 ngày nay mà. Còn, thấy không, có không? Đúng. Xích trong cái này, xích trong đó đó. Có đường mòn vô đó. Ừ. Nó đặt sụp trong này cái nè. Quá trời nắng rồi bạn. Mới 9 giờ mấy mà nắng. Có không? Không. Gì vậy? Rồi mình kiếm cái lợp cái mình quay tiếp nha các bạn. Nái rau dịu luôn các bạn ơi. Nó nói rau dịu nhiều sữa hay nó nái cho vợ nàng cho con nó bú luôn. Ốc mà. Ừ. Không, hai rồi. Bên đây còn hai cái các bạn. Để mình kiếm trong đây cái nè, mấy thằng lý nó đặt vô nó đi hết rồi. Đây mình còn hai cái nữa nha các bạn. Hai cái này không dính nữa là rồi đi chợ mua gắn luôn á. Mệt. Mới 9 giờ mấy 10 giờ mà mệt gì đâu nó mệt. Này xuống lấy cái đâu đi Tèo. Trong đó đó, dở ra. Kiếm con cái trời. Trong đó đó. Dở ra. Kéo ra nó chỗ trống đó. Hả? Không có nữa. Có con chuột nào đâu hả? Ủa bữa đó chết chuột sao? Chết rồi quay chết. Mày nhét lại đó coi. Chết chuột nữa các bạn ơi. Thuốc trống đi. Thuốc trống đi nhét trống nữa. Không thấy trời. Để đủ mày nó gặp lấy cái rồi á. Thuốc trống đi. Giờ bố có chuột con thay. Chết quá rồi các bạn ơi. Còn cái nữa cuối cùng nha. Ôi trời. 5 cái các bạn ơi. Cái này chết chuột nữa. Còn cái nữa. Này trong vườn xài nha các bạn. Xài cũng trái lên ra nè, mà chủ người ta không bẻ luôn, bỏ nó rụng lên ra nhóc chứ nó thấy không? Chuột chơi gì nó ăn. Quá trời. Còn đây cái nữa nè. Tèo. Nè, thăm luôn cái coi. Dính cái cái tại. Mẹ lâu lâu hả? Tại heo thành phố nó về mà kiếm con cho nó mà không có các bạn. Xui quá xui vậy. Vô đây nè. Vô đây nè. Vô hút ra coi. Im im cái coi. Nặng nặng coi. Có không? Nặng không? Trời ơi nhẹ nữa các bạn ơi. Chuột còn không? Rồi chứ mình ngưng video tại đây các bạn. Ê bỏ lúa vô. Rồi ngưng video đây các bạn. Rồi ra luôn các bạn. Về cái đây mình ấy qua bên ông chủ vườn bên bển. Xin ông về trái mít về nhậu luôn rồi. Bữa nay rồi rồi. Đã không có chuột còn chết chuột mà không dính nữa các bạn ơi. Quá trời mệt rồi. Ôi trời xin chào.
rồi ơi, qua cái đường mương nha các bạn, thì phải gắn toàn loại gì không đó các bạn. À cái này thôi, coi cái này chiên ăn đã nè, còn nó giả già nè, cái sa kê nè, cái sa kê nè các bạn, cái này chiên ăn ngon lắm nè. Sao nó rụng dữ vậy ta? Các bạn, cái này cái sa kê nè, non dạ đâu, non không, non sao rụng dữ hả? Các bạn, ồ trái chùm chùm luôn nè, ồ cầm nón ra luôn. Rồi đi ngoài mình xin ông anh mấy trái bưởi. Ô mấy trái bưởi, mấy trái mít về nhậu luôn ha. Ông anh nghe các bạn. Chủ nó giới thiệu cho anh em tao biết chỗ mình đặt gắn nè. Đi coi quay máy gắn đi. Ông nằm đây bữa nay chủ nhật ông không đi làm nha các bạn. Ông chờ ngày các bạn, nó nói gì à? Ông anh này ổng cũng nhiều cái hay lắm. Tàn là ổng đẻ con trai không à? Được rồi, đó, được ra nè. Đó. Giờ anh ra mình xin ổng mấy trái mít nè. Về nhậu đỡ đi. Này mít 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 ướt phải không? Thì tao nữ mít ướt không chịu. Cái hai ba trái gì? Có trái nào mềm á. Xin ổng về nhậu luôn nha các bạn. Bị đục rồi, bị dồi đục rồi. Các bạn, cái mít lớn mà trái gì nè. Nè. Trái đó. Trái vậy? Chùm 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 luôn nè. Con thấy không? Đó. Trời luôn. Ô, rồi nè. Các bạn thấy không? Mít trái nè. Trời ơi. Quá trời luôn. Một cây mà trái gì nữa các bạn, trên đó nữa kìa. Ồ còn bự nữa kìa. Ông anh nó vui tính lắm, ổng nó đi thăm gắn không có mà giờ làm gì mà trong bị á, mít nè, người đu đủ nè. Đó, là cái bưởi đó các bạn hả, nó dập dập da đó này nè, bên đây nè, tao cái này được rồi, cái này ngọt rồi đó hả, cái này nè, này nó teo đít rồi nè, mấy cái teo đít rồi nè. Ông anh muốn cho ăn trái hay trái mình vẽ về mình lấy luôn ha, ăn luôn ha. Hả? Đeo đít là được thôi. Nhẹ chứ hả? Ừ nó nhẹ mà. Ngọt quá, bữa đó ăn thử rồi. Nó teo teo đít là nó ngọt hả? Nắng quá, nắng nó mà nó không có được bự nè. Nó hơi dợp. Trời ơi, rụng luôn rồi. Bốn luôn rồi. Ngày bữa nay mình thắt thu gắn vô, mình gỡ mấy cái trái này đỡ nha các bạn. Rồi hai bay ra đi, người ta quay trên đường về cái nữa là mình tạm biệt bye bye anh em luôn. Bữa nay không có mồi, đâu có quay lên làm mồi được. Quá trời trái các bạn, cái bít nhìn mê luôn á, trái quá trời luôn, đẹp cực kỳ. Đó, này là khung cảnh ở cái vườn của ông anh mình đặt đây nè, ngoài này là tỉnh độ 943 nha các bạn. Rồi mình lên xe cái mình chạy đường về cái nữa là mình bye bye các bạn nha. Đây trên đường về các bạn, đó, mình đi ngược Long Xuyên vô núi Sập Thọ Sơn nè, tỉnh lộ 943 đó, đường về vô nhà mình nè. Đường này vô nhà em nè anh Long ơi, tỉnh lộ 943 nha, nè lúa nè các bạn.
Rồi đường này dòng lắm nghe các bạn, mình nói các bạn nha.